mình lấy mấy cái tép xả này mình đập, mình để vô cái bụng con cá mình nướng cho nó thơm. Con cá quá bự. Đi mấy tiếng đồng hồ trên ghe thôi mà đi về dưới này á, ngồi làm hình á, tự nhiên giống như ngồi trên ghe nó dập dờn trời tối ngủ á. Em nằm em cũng thấy nó dập dờn. Rồi, đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Bây giờ mình ra vườn á, mình cắt rau vô để ăn với cá lóc nướng cuốn bánh tráng. Rồi nghe tắt rồi nè. Trái nó nhiều quá. Cái nó bị quằn cây luôn, nó xà xuống tới dưới đất luôn rồi. Để em hái sẵn, em hái mấy trái này trước luôn. Hái mấy trái vô để làm nước mắm. Chấm mắm nêm. Bốn trái đủ rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Giờ ở đây qua còn nữa nè. Nhiều dữ lắm không? Luôn á. Ồ, mấy trái chín ở trong đây luôn à. Ừ, nhiều lắm. Giờ em đi qua hái rau đi. Đợt này clip cải ngọt này ăn hôm nay mà ăn không hết luôn, ăn không kịp luôn. Cái xà lách này nó cũng muốn già luôn. Mình cắt thêm mớ rau thơm, rau găm. Giờ cắt rau thơm, rau găm. Mấy rau găm này nó cũng muốn già hết luôn rồi. Nắng quá, cái gì rau gấp cá nè. Muốn trái lá hết. Rau gấp cá này miếng nắng thiếu nước cái thấy nó vàng. Cho nó lớn cho nó có hột rồi. Nó ra bông rồi. Thì ra bông chuẩn bị có hột đó. Thôi cắt luôn. Mấy cái rau thơm nè, húng lủi nè. Nó lủi lủi nè, đằng kia nó còn thùng húng lủi trong thùng mút nữa. Mình cắt bớt luôn. Cái cây nó ngã nó lủi lủi xuống cái đặt tên là húng lủi à? Ừ, kia là húng cây, đứng lên là húng cây à. Mấy cây này nè, húng cây gọi là rau thơm. Cái dây bầu của em chồng nó bò lên ngang qua đây. Cái rau húng lủi này nè, nó dễ trồng ghê. Hôm đó em xin có thằng trọng hả, mà em chồng nó ra nhóc hết trơn luôn á. Qua cái thùng bên kia cắt húng lủi nữa anh. Mà rau thơm thì thấy khó à nha. Rau thơm hơi khó hơn húng lủi. Đợt sau này mình trồng mới được ngon nè ha, chứ lúc trước trồng chết hoài. Công nhận cái thùng húng lủi này thấy mê thiệt ha. Hôm nay ăn cũng lai gai hoài mà nó vẫn tốt, vẫn nhóc á.
ông lũi dễ trồng. Em đi qua em nhổ cái củ dền vô để nấu canh cho tụi nhỏ nữa. Wow, củ dền của mình bữa nay ăn được rồi. Lớn ha, củ này lớn nè. Trời ơi, nó giòn dữ vậy, đụng như vậy cục cục vậy. Chỗ này nó chùm nhum chỗ này nè, nó ba củ luôn. Wow. Cho nên em nhổ bớt một củ đi, nó chưa có lớn lắm nhưng mà thôi nhổ bớt đi cho nó lớn. Ừ. Nè. Chừa là hai củ đó thôi. Em hái mấy trái ớt rồi làm mắm nêm luôn. Từ gì mấy cọng như đây em cắt luôn cho nó lên lại cho nó tốt. Lại đây thấy mấy cọng rau găm thấy khoái quá cắt nữa hả? Ừ. Nè, trái dưa leo này bự quá, bự luôn nè. Ừ. Rồi bên đây à, có hai trái bự nữa nè. Nó bó này để lấy cái bọc lại để bọc ổi. Ừ, để lên đây nè. Đi. Ừ. Em xây ngược qua đây có hai trái nữa nè. Ôi. Trái nào trái nấy. Nó già trơn luôn. Nhiêu đây đủ ăn à, quá chừng một rổ. Ừ. Dưa leo bên đây còn nhiều lắm nè. Nhưng mà nhiêu đây đủ ăn rồi cho nên không có hái nữa. Ừ. Tép xả vô đựng chọt vô cái bụng con cá đựng mình nướng cho nó thơm. Ừ. Rồi bữa nay nhà mình ăn cá lóc nướng cuốn bánh tráng. À, chấm với nước mắm mè với mắm nêm, mình làm hai thứ luôn để coi coi chấm với nước mắm nào ngon hơn. Rồi ăn với rau sống với bún nè, cuốn miếng khóm này thì để mình làm mắm nêm. Rồi con cá lóc này thì lát mình lấy mấy cái tép xả này mình đập, mình để vô cái bụng cá mình nướng cho nó thơm. Con cá quá bự luôn, em mua cá này chắc hơn nửa ký ha. 1,2 ký anh. Vậy hả? Rồi bây giờ em chuẩn bị em đem con cá em đi bắt lên cái bếp em nướng trước đi. Còn cái củ dền này là với củ cải đỏ đó thì em hầm xương, em đang hầm xương ở dưới đừng có than, em nướng cá đó, hầm xương để nấu miếng canh cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Củ dền của mình màu đẹp phải sợ luôn á. Rồi giờ em đang hầm cái bếp củi bên đây nè, em để mấy này vô nó mềm rồi, nó hầm mềm xương rồi. Đây cái nồi xương em hầm từ sớm giờ nó muốn cạn luôn rồi nè. Bây giờ em xớt qua bên cái nồi đây em đem lên bếp ga để em nấu tiếp. Rồi cái than này còn lại để em nướng cá. Xớt cái nồi xương này qua.
bắt lên bếp ga. Rồi. Đó, lên đây mình nấu rau củ cho nó mềm lại nữa. Rồi dưới bếp kia thì mình nướng cá. Rồi bây giờ mình để con cá lên mình nướng. Trong thời gian chờ đợi nướng con cá cho nó chín thì mình đi là đặt rau làm nước mắm rồi luôn. Anh đen canh con cá giùm em nha. Rồi tỏi ớt mình cũng bầm xong luôn. Giờ mình bắt lên miếng me để lên nước sôi á, để mình làm nước mắm me. Me mình cho vô cái nồi á, cái mình cho miếng nước lên, cái mình bắt lên bếp á, cho nó dễ tan cái me ra hơn. Dầm dầm ra cho me nó tan ra. Me đó là me chín của người ta gần sớm này nè, người ta nó chín á, người ta hái bán cho mình. Giờ mình làm mắm nêm, mình cho miếng đường vô, rồi mình cho mắm nêm vô, xong rồi giờ mình quậy đều lên đây rồi mình nặn tắt vô. Rồi mình quậy lên cho nó đều, mình nặn tắt vô rồi đó. Rồi này nêm nếm lại cho vừa ăn khẩu vị mỗi gia đình là được rồi. Trên ở trên nó me nó cũng tan ra rồi kìa. Em xớt me ra luôn. Cái me này nó chua lắm cho nên mình cho đường nó hơi nhiều một tí. Ai ăn bột ngọt thì dặn vô miếng bột ngọt nữa. Vậy đó, cái mình rồi mình cho nước mắm vô. Rồi để tỏi ớt vô là thành nước mắm me tỏi ớt à? thành xong cái chấm chấm chấm. Cái nước mắm me này mình làm cho mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua là được rồi. Đó, mình quậy cho nó tan đường ra hết. Mặn ngọt ngọt chua chua hả, đủ vị luôn ha. Giờ mình cho tỏi ớt vô nè, cho tỏi ớt vô mắm nêm luôn. Vậy là bỏ thêm cay cay nữa hả? Đúng rồi, chua chua cay cay. Đây trộn luôn. Rồi đó, cái phần nước chấm của mình á, nó đã xong rồi đó. Có thêm miếng dò viên nữa, nấu canh vô cho nó. Cho dò viên vô luôn. Rồi canh này đậm đà lắm luôn á, xương ống. Rồi giờ em chỉ nêm nếm lại cho nó vừa ăn và cho nó chín cái dò viên này lại, cái nữa là mình tắt bếp được. Nướng cho bị bụng nữa cái. Rồi sau khi mình nêm nếm xong á thì cái giò viên này nó đã chín trở lại rồi. Cái này là người ta đã hấp chín rồi nhưng mà mình nấu lại thôi. Bây giờ mình cho hành lá vô nữa là xong. Rồi phần canh của mình cũng đã xong luôn rồi đó. Giờ chờ con cá thôi.
khói lên ngu ngút. Giờ nó canh lên là đem cá ra nữa là ăn được rồi đó. Cụ về nhà chồng nha. Giờ cho miếng tiêu nữa là xong. Lóc này nó chín rồi nè. Phải gấp nó từ đây. Gấp nó từ đây. Đó. Nó có rớt một vài miếng thịt. Cá lóc nướng cũng bánh tráng. Canh súp mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cá lóc nướng của bánh tráng với gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với gia đình con. Khui con cá lóc. À, lấy lọc cái da này bỏ nè, mình ăn cái thịt ở trong thôi. Mấy con thích ăn món nào cuốn bánh tráng cũng được, có cơm nha tụi con. Rồi, cơm ăn với canh súp. Rồi, chấm với lấy không cuốn bánh tráng thì chấm với mắm me, mắm nêm gì đều được hết. Rồi bắt đầu khai đao đi. Đó, nó chín hết trơn luôn thấy không? Bánh tráng này thì nhúng miếng nước để nó khô khốc à. Tiếp tục bữa nay cha cuốn một cái cuốn chà bá nữa nha thầy. Đây mày làm cho. Thịt nó dính vô cái da luôn. Bánh này thịt là nướng về tụi con thưởng thức đây. Thường thường là cá đồ với thịt đó mà nướng á cái thịt nó ngọt á. Đâu để con thử à. Đó đúng rồi đó. Coi coi đó. Lời đồn nó đúng không nha? Đúng như lời đồn thiệt. Nhưng ngọt quá trời ngọt luôn. Mà con cá á, cá bự này mà mình nướng chui á, nướng trong rơm á là nó khó chín lắm. Nó không có chín tới trong xương đâu. Còn cái này nướng than, nướng từ từ, từ á nó chín vô tới trong luôn. Phải nói là cái lưỡi than lợi hại thiệt ha. Cá bự vậy là mới nãy lúc mà trước khi nướng ăn sợ không chín đúng không? Ừ, cha nói với mẹ là cá bự này nướng cũng khó ăn dữ rồi nha. Gút gục nướng ra nó chín tới trong luôn kìa. Nó cháy cháy cái da ngoài chảy với mình đâu có ăn đâu. Nhưng mà nó chín vô trong. Quá ngon. Mắm mè. Chấm nước mắm mè quá ngon. Em thì chấm mắm nêm. Ngon quá. Nó chua chua, ngọt ngọt. Rồi chấm với cái thịt ngọt ngọt này nữa. Quá trời đã luôn. Cơm cũng ngon đó. Cá lóc này nè, cha khoái ăn nó là mấy con biết tại sao nó xương chính ra. Ừ. Nó cha mày là ít xương là được. Cha lừa xương dở á, cho nên đây là cá này thịt nhiều đó. Phải nó có xương đường giữa gì lại bên trong hay gì. Rau nhà chồng nè, ăn mạnh miệng nè tụi con, ăn thoải mái. Thì rau của mẹ chủ yếu là những gì chịu khó mình tưới nước với thỉnh thoảng là dung phân rồi vô mụn dừa rồi ha với phân bò ha.
tí con ăn bún rồi mày cuốn nha, hay là ăn cơm? Ăn cơm. Ăn cơm nha, vậy đó, dĩa cơm đó, đi bưng dĩa cơm qua bới ra đi con. Đây, để đây bới đi. Cứ ăn, ăn cơm thoải mái đi nha con, còn ở trong nồi nữa nha. Thịt cá lóc nướng quá ngon. Nó vừa ngọt mà nó vừa thơm không? Lúc mà nướng á, anh lại nghĩ rằng á, là nướng con cá mà quá bự như vậy á, mà nướng nó chín là thịt nó sẽ bị khô đi, mà thịt này á, nó mềm, nó ướt át đàng hoàng phải không, ngon lành đàng hoàng không bị khô. Anh còn sợ dữ, ăn nó bị nướng nó bị ăn nóng không? Này giống giống như nó thịt nó đâu có gì đâu mà nóng. Nó chín là nên ngoài da này bỏ cái lớp da nè, nó chán khét ở ngoài bỏ, nó đâu có thấm vô trong đâu, cho nên ăn bình thường. Thịt quá chị ngọt. Ngon quá. Mấy bữa về trên ngoại á, cũng cuốn nữa mà cuốn với thịt kho rượu, vừa cải chấm nước thịt. Có dưa leo nữa nha tụi con. Dạ. Bữa nay hái vô mấy trái dưa leo chà bá luôn á. Hơi bị già. Em bỏ cái hộp. Nhìn cái con cá thì con tự nhiên nhớ lại cái chiếc ghe mà hồi lần mình đi trên trên sông đó mẹ. Đi bữa mùng 6 hả? Dạ. Đi đi cái gì? Đi đi ghe trên trên sông nước à? Tính ra là mười mấy hai chục năm rồi mẹ mới đi lại ghe đó nha. Hồi đó mẹ sống trên ghe nhiều lắm, nhưng mà sau đó rồi không có, hồi đó buôn bán trên ghe. Bây giờ á không có lên, lâu lâu xuống ghe lại là một lần, anh biết gì không? Đi đi mấy tiếng đồng hồ trên ghe thôi mà đi về dưới này á, ngồi làm hình á, tự nhiên giống như ngồi trên ghe nó dập dờn dập dờn dờn, trời tối ngủ á. Em nằm em cũng thấy nó dập dờn. Mà lúc mà lúc hồi đó là em đi buôn bán là ghe nhỏ phải không? Ghe nhỏ hơn ghe đó. Ghe này nó bự cho nên sóng dập dềnh nhiều hơn ha. Thì chạy trên sông lớn, chạy tới chạy lui á, nó dập tới dập lui, tới dập lui vậy đó. Nhưng mà hồi đó em đi thường hay đi? Đi mỗi ngày rồi, bây giờ lâu lâu đi lần lại cho nên mấy chục năm em mới đi lại cái ghe ra sông lớn đó. Cho nên có cảm giác rất là lạ. Hồi đó ra sông lớn mà đi đi bắn phai nha, đi ra sông lớn một lần á bị sóng nhiều quá á, nó dập một cái hả nước vô nửa ghe luôn. Thằng Thận nó sợ xong từ đó tới sau hả, mỗi lần đi bán á nó hỏi có đi ra sông lớn không, bữa nào mà đi sông lớn là nó ở nhà. Nó không dám đi nữa. Cái bữa đó đó đi 25 người mà đi xuống ghe anh. Con chị ba bé Thi á, nó xài sóng. Giống như đi xài xe vậy hả? Mẹ ơi, thả cho con lên bờ đi, bây giờ thả ngồi đâu con cũng chịu. Nhưng mà đi chút là nó đỡ. Với con của ông Thịnh, bé Vi con ông Thịnh á, cũng bị xài sóng nữa. Trời ơi, con nó mới đầu lên ghe mẹ, không quen nữa nó. Con nhức đầu muốn ói luôn á, cái xong rồi luôn thôi. Nó quen. Như vậy từ nhỏ tới lớn mới đi ghe lần đầu. Cho nên là đi ra sông lớn lần đầu luôn. Mọi người ngủ đi ghe chạy, xách xe chạy từ đây lên Vĩnh Long đi ghe. Chiếc ghe bự đó đó Nhự.
nó chạy ra giữa sông bự á, con lúc đó con hết hồ không? Không, con không hết hồ nhưng mà kể về cái chiếc ghe cũng bự, thấy nó cũng an toàn chứ không đến nỗi nguy hiểm. Chạy lên tới cầu Mỹ Thuận luôn á. Còn Tiến sao thế? Dạ còn con thì cái lúc mà mới lên ghe á, cái con hỏi chị Như là ủa bộ say sóng là mình ngồi đây cái hồi mình thấy khó chịu là say sóng hay hai, cái xong chị Hai nói ừ, cái lúc đầu thấy lắc cũng muốn ói luôn, cái con suy nghĩ rồi xong không lẽ mình say sóng ta, cái hồi đi đã quá trời luôn, con muốn nó lắc mà nó cũng không lắc nữa. Nó đi xong vậy mà về mà nó còn nói vậy nè, đi chưa đã nữa. Em nói trời đất ơi, đi gần tới chiều mà chưa đã nữa hả? Còn bé Nhân con chị Ba anh biết không, nó gà mũi tàu á, mũi ghê á. Nó nằm nó lăn lóc như nàng tiên cá vậy, cười nó muốn chết, nó chụp hình ra đó chụp. Ta nói là mạnh đứa nào nấy ra đó đừng chụp hình mà nó là nhiều nhất, cười cũng chết luôn. Thế nào nay khoái quá trời khoái, thiên nhiên nắng nữa chứ, ra mũi ghét là nằm lạnh, ở trong nó lạnh, ra ngoài đúng mũi nó nắng á. Cái đầu lấy cái áo khoác chùm hai thằng nằm dài trên mũi ghe đó tôi. Nhưng mà như vậy nó ấm. Còn ở trong kia gió nó thổi hù mà không có miếng nắng nữa cho nên nó lạnh. Ừ. Với cái gì? Cái sóng nước á dập lên á, cái hơi lạnh lên. Hơi mát, hơi lạnh. Bữa đó đi á thấy trời nắng chang chang luôn nè. Mà chạy vô giữa rồi xong á. Ngồi trong cái mũi ghe đó. Nó lạnh ghê luôn á trời. Gió thổi quá thổi luôn. Gió dữ lắm vô. Lúc đầu con còn sợ là nắng nó nóng nực quá đem theo áo khoác, nhưng mà đâu có ngờ là nó lạnh như vậy đâu. Là áo khoác này là mặc để cho nó ấm chứ không phải là mặc cho nó bớt nắng. Hôm bữa đi vui thiệt chứ. Rồi đi qua bên cái nhà xưa bên kia á, đi ra ngoài cái vườn có mấy cái trái sabo, trái này bự không ạ? Đúng là xưa ơi là xưa luôn á. Nhìn mấy cái cảnh y như trong phim luôn á. Giống như phim mà hội đồng ngày xưa không? Không, người nói là mấy cái nhà đó hình như được xây từ năm 1911 luôn hay gì á. Ừ, có để á. Xưa lắm luôn. Ồ, có chụp tấm hình gia đình đó để kêu dựng chính gửi qua coi. Nguyên đại gia đình. Bữa qua lên ngay khu nhà xưa anh. Ồ, được có một cái mít. Mít gọi là mít nghệ ngày xưa đó. Cái người ta cho luôn. Chẻ ra anh biết không, cái muối nào muối nấy, những cái muối sầu riêng vậy trời. Chẻ ra mà không thở ăn luôn á. Nó ngon á. Ăn cái một cái muối đó no luôn. Ừ. Cái ông ngoại á, ông ngoại đem hộp đem về để trồng, ông ngoại lấy gói trong giấy bỏ túi đem về. Mà không biết trồng lên hay không thôi. Ồ, nhìn cái muối mít mà nó ghiền gì đâu luôn á. Nhưng mà quan trọng là ăn vô nó ngon. Nó ngọt, ngọt nhưng hơn. Mà nó không có ngọt hung thôi. Mà nó dày cơm dữ lắm luôn. Nhìn thấy thôi đã thèm rồi. Còn con ấn tượng nhất là lúc mà đi vô qua cái cây cầu đó đó. Có cá quá trời cá luôn. Con nào con lấy bự quá trời bự luôn á. Một cá con nuôi. Cá coi phải không? Nó bự hơn con này luôn á. Quá trời khủng lồ. Wow, bự dữ à. Mà màu sắc nữa. Mà có một cái mắc cười, mấy cái cá đó. Thường thường á, mấy cái cá đó để cho khách người ta xuống chụp hình á. Xong vừa bước xuống nó bơi qua hướng bên kia. Nó nhét người. Nó không có dạng. Mình vừa bước xuống chuẩn bị chụp hình, cái này nó bơi mất tiêu luôn. Thôi chắc mình không có cho nó ăn đồ ăn. Chỗ đó có tấm bụng lội mương bắt cá, cho mướn áo bà ba lội xuống bắt nó ra. Nhưng mà không có xuống bắt. Củ dền nhà chồng ăn miếng. Ủa cái gì, cái này củ dền nhà chồng hả mẹ? Ừ. Nè. Trời ơi. Nhắc tới chả có củ con không hay. Chả ăn thêm ăn nè. Không hay rồi. Nãy mẹ nấu hai củ à. Hèn gì con ăn cũng thấy cái xác cũng thấy lạ. Thấy đó giờ ăn thấy sao giờ nó mềm mà nó ngọt hơn nữa.
còn ngoại mớ nữa, 11 nhổ vô nó canh tiếp, nó còn hơi nhỏ. Cái củ này lớn mày nhổ trước. Ngon cá này nè. Chấm nước mắm me hay là chấm mắm nêm gì cũng đều ngon hết trơn. Ừ. Nhưng mà em thích mắm nêm hơn. Con cũng thích mắm me hơn. Dạ. Người thích mắm me, người thích mắm nêm, cái nào cũng ngon. Cho nên làm hai thứ là ok hết 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 nha. Ngon lắm. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại nha.